một dự án lớn nằm cạnh quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Đạt Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Nhạc từ hệ thống loa được đặt trên chiếc xe dội thẳng vào ngôi chùa nhỏ nằm bên cạnh. Bên trong chánh điện, gần 60 sư nữ làm lễ trong tiếng nhạc đình tài nhức óc. Một chiếc xe với hệ thống âm thanh cực đại được đặt nằm cạnh một ngôi chùa chỉ cách 10 mét. Và gần 60 ni sư tại chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng đã bị khủng bố âm thanh trong nhiều tháng qua, ngày cũng như đêm. Gần ngày rằm tháng giêng, một vài đoàn khách phương xa ghé ngang lễ Phật không khỏi ngạc nhiên và bức xúc. Những người nào mà làm cái hành động như vậy á, là mình phải xem lại. Nếu mà đám tiệc bình thường thì một ngày, hai ngày xong thì không sao. Còn đây nghe các sư cô nói là nhiều ngày rồi. Biết nhưng mà khi mà thấy cái tiếng ồn như vậy là không có được mà tĩnh tâm và rất là bức xúc. Chúng tôi muốn làm sao để cho chính quyền cư xử những người này đúng pháp để chúng tôi được có ngôi chùa thanh tịnh. Cơ sở phụ chùa Dược Sư tỉnh Lâm Đồng được xây dựng năm 2011. Những sư cô ở đây cho biết gần một năm qua từ khi dự án này triển khai cũng là lúc nhà chùa gặp nhiều rắc rối. Nơi thờ tự chùa ngập nước do con suối nằm bên cạnh chùa bị công trình xây dựng nắng dòng chảy. Xung đột đất đai giữa nhà chùa và chủ dự án này xảy ra và đỉnh điểm là trong tháng 1 vừa qua, hệ thống loa từ phía công trình này đập thẳng vào chùa từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Thì cái việc này chúng tôi cũng có báo lên công an thị trấn và nếu như mà các chú khi nào mở khóa 10 giờ thì công an thị trấn cũng có xuống để yêu cầu các chú tắt. Còn cái việc giải quyết thì công an thị trấn có nói với bên ủy ban. Thì người dân xung quanh đây cũng đã có phản ánh lên với ủy ban nhân dân thị trấn Đầm Ri. Thì các chú cũng có trả lời là các chú nói là cái này thì phải báo bên công an. Và cái tình trạng mở nhạc như thế này thì từ đó cho tới nay thì vẫn chưa được giải quyết. Việc mâu thuẫn giữa các sư cô trong chùa và doanh nghiệp đầu tư, Ủy ban dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân huyện theo văn bản ký ngày 17 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Sáng nay, nhóm phóng viên đã gặp một nhóm người tự xưng là bảo vệ công trình này với thái độ không hề thân thiện. 10 phút sau, phía trong chùa, lực lượng công an thị trấn xuất hiện trong ngày nghỉ cuối tuần với lý do ghé thăm các ni sư. Trong tiếng nhạc chắc chúa vẫn vang lên từ phía bên kia bờ rào.